trên địa bàn thành phố Tây Ninh, cùng với sự phát triển của hệ thống hạ tầng đô thị, thì xuất hiện ngày càng nhiều giao lộ nằm tại nhiều khu vực đô thị, khu dân cư. Trong đó, tại nhiều giao lộ đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Việc trang bị đồng bộ các giải pháp cảnh báo an toàn tại các giao lộ này đang là vấn đề đặt ra đối với cơ quan quản lý. Thói quen của người lái xe mô tô là khi đến cả ba ngã tư không có đèn đỏ, muốn rẽ hướng nào thì ôm cua hướng đó. Nhiều người có thói quen muốn rẽ trái, thường lấn sang làn đường bên trái, làn ngược chiều, đồng thời ôm cua rẽ trái đột ngột. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm vì sẽ gây xung đột với phương tiện đang lưu thông ở đường ngang khi đi thẳng hoặc rẽ phải. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra do các phương tiện chuyển hướng không quan sát và không đúng quy tắc giao thông. Thói quen rẽ trái tùy tiện diễn ra thường thấy nhất tại ngã ba tiếp giáp đường Nguyễn Trãi và đường 30 tháng 4. Người điều khiển xe mô tô, xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Trãi khi rẽ trái ra đường 30 tháng 4, đa số người điều khiển xe hai bánh lấn sang lề trái, làn đường dành cho xe ngược chiều, rồi ôm sát lề trái, ôm cua rẽ. Như vậy, phương tiện khi đi thẳng từ đường 30 tháng 4 đều bị xung đột với người điều khiển xe máy từ đường Nguyễn Trãi rẽ trái ra. Nguy hiểm hơn là phương tiện từ đường Nguyễn Trãi ôm cua rẽ trái, phương tiện từ đường 30 tháng 4 rẽ phải, nếu không giảm tốc độ, chắc chắn xảy ra tai nạn. Trên thực tế, thời gian qua, tại khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Đầu đường này nó cũng xảy ra nhiều tai nạn giao thông lắm. Chứng kiến thì mình ở đây chứng kiến thấy đụng như vậy đó, chạy xuôi đây thì lên 30 tháng 4, trong này đi ra, thì trong này đi ra, đó lên thì đụng nhau. Đó. Đụng nhiều trường hợp lắm, cũng bị thương nặng cũng có, chết người cũng có. Giờ nhà chức năng cấp trên để cải thiện lại cho cái đường này nó lưu thông hơn, nó đừng có mà hạn chế tai nạn giao thông, cho người dân người ta yên tâm, ta đưa lứa con người ta đi học nhiều. Vào giờ cao điểm, rất đông phương tiện lưu thông qua giao lộ, phần lớn là phụ huynh học sinh đi từ đường Võ Thị Sáu rẽ vào Nguyễn Trãi để ra đường 30 tháng 4. Nếu không có giải pháp kịp thời, đây sẽ là mối nguy hiểm tiềm ẩn nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên. Để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, tại các ngã ba, ngã tư không có giải phân cách cứng như thế này, nên vẽ đường cung để hướng dẫn người tham gia giao thông rẽ đúng đường, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và kéo giảm được tai nạn giao thông để mỗi cung đường về nhà đều được an toàn.